Thưa quý vị, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất Cuba tiếp tục diễn biến phức tạp khi bồn chứa bị cháy đầu tiên đã sụp đổ hoàn toàn và ngọn lửa đã lan tới bồn chứa thứ ba. Sau một tiếng nổ lớn, thì một cột lửa khổng lồ cao vài chục mét đã bất ngờ bốc lên từ khu vực bồn chứa dầu đầu tiên và nó đã sập xuống sau khi chịu đựng sức nóng dữ dội trong hơn 30 giờ. Ngày hôm nay, một cơn gió lớn thổi bùng ngọn lửa khiến các lực lượng cứu hộ buộc phải dừng việc làm mát hai bồn chứa khác và kịp thời rút hết nhiên liệu trong các bồn chứa này. Đến nay, thì vụ cháy kho dầu ở vịnh Matanzas đã khiến một người thiệt mạng, 16 người mất tích và 122 người bị thương. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gặp gỡ thân nhân của những người mất tích trong vụ hỏa hoạn và tới bệnh viện để thăm hỏi những người bị thương. Kế hoạch đầy tham vọng của Tổng thống Joe Biden liên quan đến khí hậu, thuế và chăm sóc sức khỏe trị giá 430 tỷ đô la vừa được Thượng viện Mỹ thông qua với số phiếu sít sao là 51 phiếu thuận, 50 phiếu chống. Kế hoạch này là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu vốn đã được đưa ra trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden. Đáng chú ý là dự luật này sẽ dành 370 tỷ đô la cho các dự án năng lượng sạch và các sáng kiến khí hậu nhằm giảm 40% lượng phát thải khí nhà kính vào năm 2030. Dự luật cũng cho phép cắt giảm chi phí thuốc kê đơn cho người cao tuổi, gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế tư nhân cho hàng triệu người thêm 3 năm. Đảng Dân Chủ cho rằng là với các biện pháp này thì sẽ giảm thâm hụt liên bang theo thời gian và về lâu dài có thể tiết kiệm chi phí và thu lợi, do đó sẽ giúp giảm lạm phát. Còn Đảng Cộng Hòa lại cho rằng dự luật sẽ không giải quyết được lạm phát, làm mất việc làm và làm suy yếu tăng trưởng nền kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tăng hạn ngạch lao động nước ngoài trong 5 ngành công nghiệp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay. Nước này cũng sẽ đẩy nhanh quá trình nhập cảnh và thông suốt các thủ tục tuyển dụng lao động nhập cư. Bộ Lao động và Tuyển dụng Hàn Quốc cho biết 5 ngành hiện đang thiếu hụt nhiều lao động nhất gồm nông nghiệp, sản xuất cơ bản, lương thực, vận tải và đóng tàu. Tính đến tháng 6 vừa qua, ngành công nghiệp đóng tàu đang thiếu tới 4.800 lao động, ngành sản xuất cơ bản đang cần thêm 27.000 lao động, ngành lương thực thiếu 14.200 lao động, trong khi các công ty xe buýt và taxi cần 2.300 lao động. Các ngành này vốn dựa vào lao động nhập cư và đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến các dòng lao động nhập cư của Hàn Quốc. Sau khi trải qua một mùa đông khô hạn bất thường, thì châu Âu lại đang phải đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong lịch sử và nguy cơ sa mạc hóa. Theo đó, thì với khoảng 75% diện tích có nguy cơ bị sa mạc hóa, thì Tây Ban Nha hiện đang đứng trước sức ép lớn nhất về vấn đề nguồn nước. Chính phủ Tây Ban Nha đang đau đầu với rất nhiều kế hoạch thúc đẩy tái sử dụng nước và tiêu thụ nước một cách hiệu quả và hợp lý. Một ngôi làng ma đã xuất hiện khi một hồ chứa nước của con đập ở biên giới Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha chỉ còn 15% trữ lượng nước. Ngôi làng này từng bị đánh chìm vào năm 1992 để tạo ra hồ chứa Alto Lindoso. Dữ liệu của Bộ Môi trường cho thấy các hồ chứa của Tây Ban Nha đang ở mức 40% dung tích, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 61% trong thập kỷ qua. Các nguồn nước ngầm và nước bề mặt Tây Ban Nha đều đang cạn kiệt. Tình hình trở nên đáng lo ngại hơn vì đây là một xu hướng lâu dài liên quan đến biến đổi khí hậu. Tây Ban Nha đã xây dựng một mạng lưới đập thủy điện quy mô lớn để cung cấp nước cho các trang trại và thành phố. Trong thế kỷ 20, nước này đã xây dựng khoảng 1.200 đập thủy điện lớn, con số cao nhất ở châu Âu tính theo đầu người, cho phép Tây Ban Nha tăng diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu lên 3,4 triệu hecta. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng hệ thống đập thủy điện của Tây Ban Nha đang bộc lộ một số hạn chế. Đập thủy điện làm gia tăng tình trạng khai thác quá mức các lưu vực sông và giảm chất lượng nước bằng cách ngăn dòng chảy tự nhiên của các con sông. Như vậy, lượng nước tiêu thụ lãng phí đang tăng lên, trong khi nước ngày càng trở nên khan hiếm. Tây Ban Nha là địa điểm du lịch hấp dẫn của thế giới, đồng thời cũng là vựa trái cây và rau củ của châu Âu. Vùng Andalusia, nơi sản xuất dầu ô liu lớn nhất của Tây Ban Nha, các khu vườn ô liu đang khô héo dần. Cây ô liu có khả năng chống chịu rất tốt khi thiếu nước, nhưng khi hạn hán nghiêm trọng, loại cây này sẽ không ra quả. Ô liu hiện là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Tây Ban Nha, với một nửa dầu ô liu trên thế giới là do nước này cung cấp. Xuất khẩu vàng xanh trị giá khoảng 3,6 tỷ euro một năm. Hạn hán khiến cho ngành này có thể mất từ 40 đến 50% doanh thu trong năm nay. Tổng thể, ngành nông nghiệp của Tây Ban Nha tiêu tốn đến 80% tài nguyên nước, nhưng hệ thống tưới tiêu của Tây Ban Nha được đánh giá là sử dụng không hợp lý. Đôi khi nước được sử dụng để trồng các loại cây không hợp với khí hậu khô hạn như dâu tây hoặc quả bơ để xuất khẩu. Tây Ban Nha không thể là vựa rau của châu Âu trong khi người dân đang thiếu nước.
Mới đây, chính phủ của Thủ tướng Pedro Sánchez đã thông qua một kế hoạch chiến lược nhằm cải cách hệ thống quản lý nguồn nước của Tây Ban Nha trước những tác động của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những cải cách này vẫn chưa đủ mạnh, nhiều vùng của Tây Ban Nha vẫn tiếp tục tăng diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu. Quý vị đang theo dõi Thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 7 tháng 8, cây cầu gỗ Vạn An có mái tre gần 1.000 năm tuổi nằm ở huyện Bình Nam thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc đã bị thiêu rụi trong đêm sau khi đám cháy nhỏ lan ra toàn bộ chiều dài thân cầu. Cầu Vạn An có chiều dài 98,2m, rộng 4,7m với 6 vòm phía dưới. Bên trong cầu có 38 gian, dọc theo lối đi là hàng ghế dài để người dân ngồi nghỉ ngơi ngắm cảnh. Cầu Vạn An có lịch sử 900 năm tuổi, được xây dựng vào thời Bắc Tống, đã trải qua nhiều lần sửa chữa trùng tu. Cây cầu bị cháy trong đêm, song không có thương vong về người. Lực lượng cứu hộ tại bang California, Mỹ tiếp tục công tác sơ tán gần 1.000 người dân bị mắc kẹt và dọn dẹp sau trận lũ quét tràn qua vườn quốc gia thung lũng chết ở bang này. May mắn là không có ai bị thương trong đợt lũ quét này. Công tác tìm kiếm bằng máy bay đang được triển khai nhằm bảo đảm không có xe nào bị mắc kẹt ở nơi hẻo lánh. Với sự hỗ trợ của các nhân viên, khách tham quan đã có thể lái xe an toàn rời khỏi khu vực khách sạn. Hiện chưa ghi nhận thông tin về những khách bị mắc kẹt trên đường đi của công viên hay những người bị thương sau trận lũ. Hàng nghìn con cua nhện, loài cua có độc đã tập trung dày như tấm thảm ở vùng nước nông, tràn vào các bãi biển của Cornwall, Anh, lột xác trước khi quay trở lại biển sâu. Đây là cảnh tượng ngày càng trở nên phổ biến vào mùa hè ở các bãi biển ở St. Ives do nhiệt độ nước biển tăng cao. Cua nhện có thể được nhận biết ngay lập tức với đôi chân dài và móng vuốt nhọn của chúng. Loài cua này có thể gây ra vết cắn độc đối với con mồi nhưng vô hại đối với con người. Vào mùa hè thì các vụ đá lở xảy ra thường xuyên hơn ở những vùng núi cao, song các nhà leo núi vẫn phớt lờ những cảnh báo của chính quyền địa phương. Để ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc xảy ra, cũng như nâng cao ý thức của người leo núi thì chính quyền địa phương dưới chân núi Mont Blanc, nóc nhà của châu Âu đã có đề xuất là người leo núi phải tự chi trả phí cứu hộ nếu cần thiết. Đề xuất đặt cọc 15.000 euro để leo núi Mont Blanc trong trường hợp có tai nạn chết người bất kỳ, bao gồm 10.000 euro để nhặt xác, 5.000 euro cho dịch vụ tang lễ, là gợi ý của thị trưởng Saint-Gervais, một ngôi làng ở Pháp dưới chân núi Mont Blanc, điểm cao nhất của châu Âu. Và đề xuất này nhằm mục đích làm nản lòng những người leo núi thiếu thận trọng trong mùa hè. Đó là một cách để thu hút sự chú ý. Mọi người phải ý thức rằng khi có những người vi phạm quy định, điều này sẽ dẫn tới những hậu quả. Hậu quả về tính mạng, vì bản thân những người leo núi có thể bị thiệt mạng, nhưng cũng có hậu quả về người đối với nhân viên cứu hộ, những người thực hiện việc giải cứu hoặc đi tìm thi thể các nạn nhân. Với sự gia tăng các vụ đá lở vào mùa hè, nguy hiểm đối với người leo núi lên tới mức tối đa. Tuy nhiên, một số người leo núi vẫn quyết tâm chinh phục đỉnh núi Mont Blanc bằng mọi giá và phớt lờ các khuyến cáo của chính quyền địa phương. Có rất nhiều người đến đây và tạo thành những nhóm đông và rất hào hứng, đặc biệt là vào mùa hè. Song đây cũng là thời điểm dễ xảy ra các vụ đá lở và họ rất dễ trượt ngã. Mặc dù Mont Blanc không phải là vùng núi xảy ra nhiều tai nạn nhất, song những người leo núi cũng phải có những kỹ năng và ý thức tự bảo vệ tốt. Tòa thị chính Saint-Gervais muốn mở lại cuộc tranh luận về việc giải cứu miễn phí cho những người leo núi và muốn thực hiện giống như quy định tại thung lũng Aosta, Italia ở bên kia biên giới. Theo đó, tại Aosta, những người leo núi phải trả chi phí cho bất kỳ cuộc gọi yêu cầu cứu hộ nào do sự liều lĩnh của chính họ. Hiện tại, các công ty cung cấp dịch vụ hướng dẫn leo núi ở Saint-Gervais và Chamonix đã ngừng đưa khách hàng lên núi Mont Blanc ít nhất cho đến ngày 15 tháng 8. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc Thế giới chuyển động.